California đã phải trải qua hình thái khí hậu cực đoan này cho tới khí hậu cực đoan khác. 9 cơn bão lớn trong 3 tuần đã khiến 20 người thiệt mạng và gây lũ lụt trên diện rộng. Thời tiết khắc nghiệt sau nhiều năm hạn hán đã góp phần gây ra những trận cháy rừng kinh hoàng. Trên khắp thế giới, các vùng hạn hán đang trở nên khô hạn hơn và các vùng lũ lụt đang trở nên ngập lụt hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa ở San Francisco đã nhiều hơn gấp đôi so với bình thường và gần gấp 3 ở Los Angeles. Helen Dake, nhà thủy văn học của Đại học California ở Davis cho biết mưa bão đang trở nên dữ dội hơn ở California và trên toàn thế giới. Khi chúng ta làm khí quyển trái đất ấm lên, chúng ta tạo cho bầu khí quyển đó khả năng hấp thụ nhiều hơi nước hơn, và rồi hơi nước đó sẽ chuyển thành mưa ở đâu đó. Lũ lụt không phải là mối quan tâm chính của người dân California dạo gần đây mà là hạn hán. Tiểu bang này đã ít nhiều ở trong tình trạng hạn hán gần như hầu hết thế kỷ. Hạn hán đang trở nên tồi tệ hơn vì cùng lý do khiến bão trở nên tồi tệ hơn, đó là không khí ẩm giữ nhiều nước hơn. Không khí ngày càng khô ẩm sẽ hút nhiều hơi ẩm hơn từ mặt đất. Và điều đó cũng có nghĩa là lượng mưa mà chúng ta nhận được ở California có thể không đạt được như trước đây. Cần nhiều lượng mưa hơn để làm đất ẩm ướt trở lại, giúp cây cỏ xanh tươi. Lượng mưa không thay đổi nhiều ở California, tuy nhiên nhiệt độ ấm hơn đáng kể, cho nên cùng một lượng mưa sẽ khiến bang này khô hạn hơn. California trồng hơn 1/3 sản lượng rau và 3/4 sản lượng trái cây và hạt của quốc gia. Nông dân đã chuyển sang bơm nước ngầm để duy trì mùa màng. Giờ đây, 2/3 giếng nước của bang đang ở dưới mức bình thường và 1/5 số giếng đang ở mức thấp chưa từng có. Với tình trạng khô hạn trở lại trong 3 năm qua, chúng ta đã chứng kiến mực nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng và sẽ cần nhiều hơn lượng mưa của một năm hoặc lượng mưa trên mức trung bình để thay đổi xu hướng đó. Ngay cả khi có lũ lụt, hạn hán không nhất thiết sẽ chấm dứt. Mùa mưa năm ngoái cũng bắt đầu với lượng lớn. Và sau đó vào tháng giêng thì hết, dù chúng tôi có 3 tháng gần như không có mưa. Thêm vào đó, bang này nhận được phần nhiều nước từ bang Nevada lân cận, nơi hầu như không ảnh hưởng bởi các cơn bão. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là giữ được lượng mưa khi nó rơi xuống. Cho nên, khi có thể, các nhà quản lý thủy lợi ở một số khu vực làm ngập cánh đồng hoang để nước ngấm xuống, bổ sung vào mạch nước ngầm. Những năm ẩm ướt đó, mà cứ 5 đến 7 năm có một lần, rất hiếm gặp, và chúng ta phải tích trữ nhiều nước nhất có thể bởi vì, một lần nữa, đợt hạn hán tiếp theo có thể sắp xảy ra.